nên tìm hiểu xem công việc nào thuận lợi với em, công việc nào gọi là trong khả năng của em. Nhưng mà Phương vẫn đưa ra quyết định là Phương sẽ đi học làm DJ. Thì ngày hôm nay giáo y thông báo một cái tin là từ giờ Phương sẽ không làm video của mình nữa anh em ạ, và cũng như không làm trên tem duy thường nữa. Thì trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng là sẽ ra video chôn anh em thông tin nhiều hơn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Bé Phương TV. Thì cũng đã lâu lắm rồi bé Phương chưa ra một cái video nào trên kênh của bé Phương cả. Thế là hôm nay là từ hôm qua giờ là anh Huy đã ra một cái video đề là Mỹ Phương rời tem và không nghỉ làm YouTube. Thì là nói thật với các bạn là Phương từ hôm qua giờ Phương xem đi xem lại rất là nhiều cái video này, và Phương rất là muốn bật dậy để quay video để nói chuyện cùng các bạn, bởi vì cũng đã lâu lắm rồi mình chưa ra video nên là mình rất là nhớ, và không biết là các bạn có nhớ mình không. Thì hôm nay Phương quyết định quay một cái video, và đây là video của anh Giang Huy. Và mình nói thật với các bạn là từ hôm qua đến giờ mình xem đi xem lại rất là nhiều cái video của anh Giang Huy vừa mới đăng, là từ trước giờ thì anh Huy ấy, thì anh ấy đăng cái video nào thì mình chỉ xem đi xem lại đúng một lần, mình không xem lại lần thứ hai. Cái video là vui thì mình mới xem lại thứ hai thôi mọi người ạ. Chứ còn video này từ hôm qua đến giờ là không biết là mình xem đi xem lại bao nhiêu lần nữa. Mọi người cũng đã biết thì trong cái thời gian mà Phương bắt đầu mà từ tem anh Duy Thường đi về nhà để nghỉ Tết ấy mọi người ạ. Phương về nhà nghỉ Tết rất là sớm. Phương ở nhà thì Phương cái thời gian đầu ấy thì Phương rất là mong là Tết nhanh lên để Phương được lên tem để quay video cùng với mọi người. Thì video của anh Huy ngày hôm qua thì anh cũng đã nói cái dự định của Phương sắp tới Phương định làm, thì chắc chắn là mọi người cũng đã nghe qua rồi đúng không ạ? Phương không biết là cái quyết định này có thể làm Phương phát triển hơn hay là lại tụt xuống, nhưng Phương lại nghĩ là thôi thì mình còn trẻ, cái gì mà mình thích thì mình phải làm, biết đâu được nó lại phù hợp với mình. Bây giờ ấy, thế hệ 4.0 thì là thường thường là nghề chọn mình chứ không phải là mình chọn nghề nữa rồi mọi người ạ. Nên là mình cứ phải thử, nghề gì thì nó cũng có vất vả của nó mọi người ạ. Không phải là nghề này hay nghề kia sướng hơn đâu mọi người ơi. Nghề nào mình cũng phải dùng cái đầu để suy nghĩ hết. Năm vừa qua Phương về nhà thì Phương mải mê cái dự định sắp tới mà Phương sẽ làm. Thì Phương mới thấy là mình đã lãng quên đi cái người giúp đỡ mình để mình có ngày hôm nay. Và video ngày hôm nay thì Phương, mục đích chính của Phương là cũng chỉ để nói lời cảm ơn đến anh Huy, là thời gian vừa qua cảm ơn anh đã giúp đỡ em có được ngày hôm nay. Hiện tại em rất là dối và em chỉ biết gửi lời cảm ơn tới anh Giang Huy thôi, chứ chả mình không biết làm cách nào ấy mọi người ạ. Thì mình đã hứa như thế mà mình lại không thực hiện. Và một lần nữa thì Phương gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thời gian vừa qua đã luôn đăng ký và theo dõi Phương, ủng hộ Phương. Mình mong rằng dù mình với anh Huy không làm việc với nhau nữa thì mọi người vẫn luôn ủng hộ anh Huy và mình. Chúc anh Huy sẽ sớm tìm được bạn quay phù hợp với mình hơn và không dễ bỏ cuộc như em. Mình muốn thông báo với các bạn là sắp tới Phương vẫn sẽ tiếp tục cái con đường YouTube này, nhưng mình sẽ làm ở trên một kênh khác cũng là Bé Phương, nhưng không phải là Bé Phương TV nữa. Bởi vì trên cái kênh này mình có rất là nhiều kỷ niệm với các anh chị ở trên tem, thì mình cũng để lại để mình xem lại thôi mọi người ạ. Và cái kênh mới thì mình sẽ quay về cái đời sống và cái công việc của mình. Thì bạn nào yêu quý thì các bạn sẽ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Thì bây giờ mình dừng video ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.